ra là xe này quá nhẹ đây các bạn, cho nên nếu mà các bạn dắt hoặc là các bạn di chuyển xe mà không có phải là chạy á, mình đẩy xe lùi hoặc là đi dẫn xe á, thì tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn. Xe nhẹ như mơ vậy đó, không biết nhiêu ký nữa, để coi, để ra cho anh em nha. Xe nữa rồi. Mà nếu mà Vinh mua mấy con V4 mình sẽ đi cái lon thật là dài các bạn, cho nó không có ồn, chứ cái này ồn vậy không ai nói chuyện với mình được á, mà đi về mình cũng ù tai á. Giống chú Bu á, chú Bu đi cái lon má ơi luôn, ồn dễ sợ luôn. Mà lại quen rồi là kiểu thích cái cảm giác đó nữa. Ý, hết xăng. Đổ xăng. Biết có đủ tiền đổ xăng không á chứ. Chưa đi rút tiền nữa. Xấu hổ đi xe mô tô đồ ha. Không có tiền đổ xăng. Quê thiệt. Trái ra cũng qua hướng anh đi được, không có nhớ hẻm nào thôi. Để bên coi là coi hẻm nào. Mỏi tay chứ. Chắc qua mượn bi tiền nổ xăng quá. My God. Trả về N luôn, tuyệt phẩm thiệt. Này siêu phẩm rồi. Các bạn lên vlog, các bạn đừng có lộn. Các bạn lên Facebook, các bạn đừng có kiểu nhắc Vinh vô mấy cái chỗ của anh em, những anh em khác. Không ai bị không ai thích mình bị so sánh với ai đâu, kể cả Vinh cũng vậy. Nhưng mà Vinh quen rồi, Vinh bị so sánh quen rồi cũng không sao. Thôi kệ đi, kiểu như là anh em mình thì có cái thế giới của anh em mình. Khi nào mà mình với anh em khác giao lưu thì đó là một cái niềm vui. Chứ anh em đừng có đang trong cái nhà của người ta các bạn. Mình nên tôn trọng. Đừng có mention Vinh vô rồi so sánh với Vinh thì người ta đâu có thích đâu. Nó không có hay anh em đúng không? Mình không có thù hay là người ta cũng không có thù gì hết. Nhưng mà cái đó cũng giống như là một sự tế nhị các bạn. Mình đừng có làm vậy. Nó không có hay. Không biết là các bạn cố tình hay vô tình, nhưng mà thôi, mình anh em mình vui với nhau được rồi. Rồi có dịp thì mình giao lưu với những anh em khác. Chứ mình cũng nên có một cái sự respect nhất định khi mà mình ở một Facebook của ai đó mà.
nha. Các bạn thông cảm cho Vinh, đừng có buồn Vinh nha. Đừng nghĩ là Vinh nghĩ cái gì hay là Vinh nói gì nha. Chẳng qua là Vinh sợ người ta khó chịu thôi các bạn. Chứ Vinh cũng có là cái gì đâu, Vinh cũng chỉ là hạt cát thôi. View thì lẹt đẹt, subscribe cũng ít. Sao mà mình dám so với lại ai được các bạn. Thôi vui vẻ là chính. Ok. Đường tới nè. Biết phải đầy hồng nữa chứ. Phát. À đây 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 đây. Ủa đây là đâu? Đây là đâu chứ? Ấy, hẻm đó đó. Đây cũng được. Bây giờ tới anh bây giờ. Xe mô tô anh. Thưa dù anh, Amelia hai thầy á chị. Giống xe của anh Bi á chị, chụp hình cưới đó. Amelia mô tô. Mô tô phân khối lớn. Đó bạn. Sao anh Bi? Hả? Ok chưa? Thì tương đối rồi đó. Bây giờ cái chỗ này nó hơi cong. Nó mất xe mất 10 người. Cái gì mà rau ria dữ vậy trời. Cha rồi. Nó cong khúc này hả anh Bi? Thắng nào, thắng nào, thắng nào. Để cứ để sau đi bọn em chạy test test à. Không sao, không sao. Ủa, lính lát đâu hết anh. Chạy thử các bạn, chạy thử cái vòng. Full điện trước sau á anh Bi. Là xe có luôn hả? Đúng rồi, xe có. Nóng lên, nóng lên, nóng dạ. Thử nha anh em ơi. Đang test thôi, bên chưa có gắn gì hết. Má mạnh quá. Số 2 chắc.
đang không có thắng chân các bạn, bên giảm thắng không được, bị tuột bên thắng sau rồi, còn mỗi thắng tay thôi. Ta. Nhưng mà không có thắng chân cũng hơi sợ không quen. Má. Mạnh điên. Này ngọt ngào rồi nè. Hôm bữa thì nó không ngọt lắm cho nên bên không có quay cho anh em coi. Má nó như con ngựa vậy đó. Không có thắng chân các bạn ơi, ghê quá à. Anh Vũ của tôi đâu ta? Phê. Mà đúng là nó hơi rần thiệt. Còn hơi rần. Này để SP xử lý. Làm giọng cho anh em biết cái lực máy này nọ thôi chứ chưa hoàn thành. Để vòng tua Ganti còn thấp lắm. Đang canh mà bên chạy qua bên thử một cái mà. Đông quá không có đường thử luôn á. Mình giữ ra một chút chứ nó còn ấy. Má nó mạnh. Trời ơi mạnh vãi. Cái đường vắng bắt đầu thử à. Trời ơi, lết bánh. Đấy, đấy. Nó xoáy bánh các bạn. Ôi my god. Cái bánh nó bị cuốn á. Này bên giận hơi gấp. Má, nẹt. Phê vải trưởng. Chưa bấm TPS đâu, để thời gian nó đi cho nó hoàn thành hoàn chỉnh luôn đã rồi thì bấm biết gì đó làm sao không có gấp. Dặn lên là tới liền luôn á. Bấm ngay thử coi. Đi mình chạy ra đây cái thử coi. Má nó như con ngựa điên vậy. Cứ hãy.
quên mất là cái cần số để đâu luôn. Bộ vãi. Vui á, vui á. Cái nữa coi. Để sẵn ở đây chứ đi tìm cần số quê quá. Cái tiếng phè 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 nó nghe ghê quá ha. Nó nghe phè phè. Phê quá, một hôi một kê đổ rồi nè. Hoa mắt luôn rồi nè. Phèo, phèo, phèo. Giống mấy xe chạy chạy phố vậy. Xe rắc đồ á, nẹt nó phèn, 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 phèn. Đúng không? Đó.